Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trong lịch sử đã có ít nhất 5 lần loài người đối mặt nguy cơ tuyệt chủng, đặc biệt vụ phun trào của một siêu núi lửa cách đây 70.000 năm, suýt chút nữa đẩy chúng ta vào con đường diệt vong. Khoảng 195.000 năm trước, thế giới một lần nữa trải qua những thay đổi lớn. Các sa mạc và sông băng bắt đầu mở rộng, khiến nhiệt độ giảm xuống và phá hủy môi trường sống, khắp nơi trở nên khô và lạnh. Không rõ tại sao, nhưng các nhóm người ở châu Phi bắt đầu tách ra, việc đó khiến số lượng con người giảm mạnh vào khoảng 150.000 năm trước. Lục địa đen phần lớn là nơi duy nhất mà Homo sapiens hay con người hiện đại sống cho đến khoảng 50.000 năm trước. Nhưng quy mô của thời kỳ băng hà nguy hiểm đến mức một số nhà khoa học tin rằng số lượng cá thể sinh sản của loài người đã giảm xuống chỉ còn 600 cá thể. Các chuyên gia cho biết, những loài sống sót dường như phát triển mạnh sau khi định cư bên bờ biển ở khu vực ngày nay là Nam Phi. Chi tiết đó rất quan trọng vì khu vực này có nhiều thực vật dự trữ năng lượng bên dưới bề mặt đất cũng như có vùng nước tương đối ấm, gần đó tạo điều kiện cho động vật có vỏ phát triển mạnh. Cả hai yếu tố này đều cung cấp cho Homo sapiens sống ở đó lượng thức ăn vừa đủ để tồn tại và giúp loài người chúng ta tiến hóa thành con người như chúng ta ngày nay. Rõ ràng là con người không thể sống sót trong những điều kiện thời tiết cực kỳ lạnh, nhưng một mối đe dọa khác biệt gần như đã tiêu diệt chúng ta chỉ hơn 70.000 năm trước. Thay vì kỷ băng hà, đó là vụ phun trào núi lửa lớn nhất trong lịch sử suýt chấm dứt sự tồn tại của chúng ta. Vụ phun trào Toba đã phóng ra khoảng 3.000 km khối đá và cho nóng lan rộng khắp thế giới, che khuất ánh nắng mặt trời và khiến mùa đông kéo dài ít nhất một thập kỷ thảm họa này khủng khiếp đến mức đã giết chết một lượng lớn động vật và thực vật, đồng thời vắt cạn dân số loài người chỉ còn vài nghìn. Người ta cho rằng những loài còn lại chỉ giới hạn ở các vùng của châu Phi, nhưng vào năm 2020, một nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy con người ở Ấn Độ cũng sống sót sau hậu quả bụi phóng xạ từ vụ phun trào đó. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát lịch sử 80.000 năm qua các lớp đá ở thung lũng Middle Sun phía bắc Ấn Độ. Một số công cụ làm từ đá được tìm thấy chung với thời điểm diễn ra sự kiện Toba cho thấy con người ở Ấn Độ đã sử dụng các công cụ thời đồ đá từ khi núi Toba phun trào. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy những công cụ bằng đá đó vẫn tiếp tục được sử dụng sau thảm họa trên. Vụ phun trào Toba lớn đến mức tất cả những gì còn lại của ngọn núi là hồ Toba khổng lồ trải dài 100 km, rộng 30 km và sâu tới 505 m Nó xảy ra cách đây 74.000 năm trên đảo Sumatra, Indonesia. Sức mạnh của nó lớn hơn khoảng 5.000 lần so với vụ phun trào núi St. Helens vào năm 1980. Các nhà khoa học dự đoán 1 tỷ năm nữa khi mặt trời giãn nở, hành tinh của chúng ta chuyển sang trạng thái giống sao kim và khiến mọi sự sống trên trái đất tuyệt chủng. Tuy nhiên, 1 tỷ năm là một khoảng thời gian dài, đặc biệt khi các nhà khoa học năm nay đã đặt đồng hồ ngày tận thế ở mức kỷ lục 90 giây tính đến nửa đêm. Vậy nếu xảy ra ngày tận thế toàn cầu, nguyên nhân nào có thể quét sạch toàn bộ sự sống trên trái đất? Một lỗ đen vũ trụ, va chạm tiểu hành tinh khổng lồ và chiến tranh hạt nhân đều có thể gây ra thảm họa như vậy. Cùng với đó là nguy cơ từ sự trỗi dậy của robot sát thủ hoặc sự đảo ngược của từ trường trái đất. Các chuyên gia về rủi ro thảm họa cho rằng có 6% khả năng con người sẽ tuyệt chủng chỉ sau 77 năm nữa trong khi nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking cho rằng loài người của chúng ta có thể sẽ phải tìm một hành tinh khác để sinh sống trong vòng 1.000 năm tới. Những người khác cho rằng các loài động vật có vú thường tồn tại khoảng 1 triệu năm trước khi tuyệt chủng. Nếu xét việc con người hiện đại đã tiến hóa khoảng 200.000 năm trước, thì chúng ta còn thêm 800.000 năm nữa tồn tại trên hành tinh. Dù vậy, nhìn vào tiến trình lịch sử loài người và mối đe dọa hiện hữu từ chiến tranh hạt nhân cũng như trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, những dự báo trên có thể vẫn là còn khá lạc quan. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới đây phát hiện ra rằng tổ tiên loài người đã phải đứng trước bờ vực tuyệt chủng nghiêm trọng vào khoảng 930.000 năm. Một thảm họa cổ xưa khiến cả loài người chỉ còn 1.280 cá thể sống sót đã được phơi bày trong chính bộ gen của người hiện đại. Cách đây khoảng 930.000 năm, chúng ta đã từng chỉ còn 1.280 người trên toàn thế giới. Dân số nhân loại hiện tại trên trái đất đã vượt quá 8 tỷ người và vấn đề dân số quá đông đang đặt ra nhiều thách thức đối với chúng ta. Khác với tình trạng khó khăn hiện tại, tổ tiên của chúng ta đã phải đối mặt với một vấn đề hoàn toàn trái ngược trên bờ vực tuyệt chủng. Cộng đồng bé nhỏ ấy đã gần như không thể sinh sôi trong khoảng 100.000 năm, bấp bênh bên bờ vực tuyệt chủng, nhưng đó cũng có thể là điều thúc đẩy sự ra đời của ba loài người cao cấp nhất trong cây gia đình phức tạp của tông người. Theo Liv Sion, đoạn lịch sử gây dùng mình nói trên đã được tìm thấy thông qua một nghiên cứu dựa trên phân tích bộ gen của hơn 3.150 người hiện đại, đến từ 10 quần thể châu Phi và 40 quần thể ở các châu lục khác. Phân tích này đã phơi bày sự đa dạng của tổ tiên chúng ta trong từng thời kỳ và chỉ ra nút thắt dân số đáng sợ gần 1 triệu năm trước. Tổ tiên của chúng ta đã trải qua tình trạng tắc nghẽn dân số nghiêm trọng trong thời gian dài đến mức họ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao đồng tác giả Wang Jihu từ trường y khoa Icahn ở Mount Sinai, thành phố New York, Mỹ cho biết, giai đoạn nút thắt dân số đó kéo dài từ 930.000 đến 813.000 năm về trước, bắt đầu bằng một thảm họa bí ẩn khiến con người mất đi tới 98,7% dân số sinh sản, chỉ còn khoảng 1.280 người giải rác trên hành tinh. Đại thảm họa này có thể là do một sự kiện lạnh đột ngột dẫn đến sự xuất hiện của sâu băng nhiệt độ bề mặt đại dương giảm kèm hạn hán kéo dài ở châu Phi, châu Âu và châu Á. Chưa rõ chi tiết mà nó tác động, nhưng đó phải là một thảm họa toàn diện, gần giống sự kiện đã giết chết loài khủng long, biến đổi khí hậu sau va chạm tiểu hành tinh Chicxulub. Tuy nhiên, con người may mắn hơn vì còn sót lại hơn 1.000 cá thể. Đó là sự ra đời của một nhóm người đặc biệt, tổ tiên chung của Homo sapiens, Neanderthal và Denisovan là ba loài cao cấp nhất của chi Homo chi người theo bài công bố trên tạp chí Science. Trong đó, Homo sapiens chính là chúng ta, còn hai người họ hàng còn lại đã tuyệt chủng khoảng hơn 30.000 năm trước. Sự xuất hiện của vị tổ tiên chung này là bước nhảy vọt trong lịch sử tiến hóa của nhân loại, bởi ba loài sinh sau đẻ muộn này thông minh và có kỹ năng vượt rất xa so với các loài người cổ hơn. Đó cũng là quãng thời gian mà một nghiên cứu trước đây chỉ ra hai nhiễm sắc thể cổ xưa đã hợp nhất thành cái gọi là nhiễm sắc thể hai ở người hiện đại. Điều cũng chỉ ra sự xuất hiện của một vị tổ tiên. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.